Sư cô Cảnh Tuệ từng lập gia đình, có 3 người con, đứa nhỏ nhất năm nay 5 tuổi, đứa thứ hai 12 tuổi, con gái lớn nay được 15 tuổi. Vợ chồng đã ly hôn. Hiện nay sư cô là mẹ đơn thân, người chồng đã có vợ mới. Lúc trước, sư cô có mở tiệm salon tóc, rồi làm nghề vật lý trị liệu bên xương, rồi biết đến thầy Minh Tuệ qua các trang mạng xã hội. Hơn 2 tháng trước, là lòng cứ thôi thúc sư cô muốn buông bỏ, muốn đi tu khổ hạnh, 13 hạnh đầu đà. Rồi sư cô quyết định, ba con gửi lại cho vợ chồng chị gái chăm sóc. Mới bữa trước đó, thất bại chồng con, rồi kia chồng bỏ con nuôi không nổi, gửi cho chị em cha mẹ, nhào vô đó, tính chạy theo đó, chắc có nữ vô đặng nấu cơm cho thầy ăn hay gì. Biết ta đây là nữ, mà cũng y phấn tảo, cũng là suốt kinh hành này kia, nhưng cô bước ra đi là thấy sai rồi. Cô đi cùng chung với một tu sĩ nam thì như thế chính bản thân cô đã phá cái hạnh tu của tu sĩ nam này rồi. Cô nên hồi tâm lại, trở về nhà lo gia đình con cái mình, đó mới là thiên đạo. Phật, thì hôm nay anh em tụi con đến đây thăm sư thứ hai thỉnh pháp, và thì hiện tại về thế gian pháp sư cũng có một cái sư cô Cảnh Tuệ, thì nữ mà có được đi 13 hạnh đầu đà không sư, thì tu là cái điều đó tốt, nhưng mà sư cô này cũng có 3 đứa con nữa mà gửi cho gia đình đó, mà con của sư cô này cũng lớn, bây giờ sư cô này đi khắc thực, thì với góc nhìn ở Phật pháp sư cũng biết là cho anh em tôi có một bài luận, một bài pháp thoại A Di Đà Phật. Mô Phật. Con nhắc đến một cái sư cô mà đang hiện thời giờ mặc y phấn tảo và đi đồng hành cùng một sư thầy đó phải không? Dạ. Rồi sư đã có thấy qua một vài clip về cô này rồi, và cả một cái phần tiểu sử của cô nữa. Tức là cô này cũng sống ở trong cuộc đời sống bình thường, có chồng có con, nhưng mà gãy đổ, không có sống chung với chồng, ly thân ly dị, và hiện thời giờ cũng có 2 đứa con, một đứa 10 tuổi, đứa 4-5 tuổi gì đó, đứa lớn đó, 3 đứa là 15 tuổi, đứa 15 tuổi. Và trước khi cổ mà bỏ đi thế đó, thì cổ gửi gắm con của cổ lại cho người chị nuôi. Thế thôi, là vậy phần mà cổ sắp xếp mà con cái cổ, để mà cổ đi tu đó. Thì đó, ở đó đó, chúng ta coi như là cái đầu bài đi. Một người bước vô đường tu cũng bằng cái gì? Bằng cái đau khổ của cuộc đời, của gia đình, của con cái, có chồng hết duyên hết nợ, bởi duyên cớ làm sao đó, 2 người mới là ly thân ly dị, để lại 3 đứa con cho cô nuôi. Thì qua những cái năm tháng nuôi con, này cái tinh thần suy sụp, sức khỏe cho cô không tốt lắm. Thành thử ra, thấy ông Minh Tuệ được người ta khen, được người ta khoái, được người ta thích, được người ta tôn vinh. Ngay lúc đó cô này đã có cái ý tưởng đó rồi. Theo núp bóng thầy, nhờ thầy che mát, đó nói vậy đó. Đó, thì ngay lúc đó cô đã có ý đó rồi, thành ra cô bàn bạc với gia đình, gửi gắm con mình lại cho chị nuôi. Đó, theo thỏa thuận sao chị em ta. Rồi nói là đi có xin phép cha mẹ, đương nhiên. Có gửi gắm con cái thì cha mẹ biết. Thì cô không cản ngăn gì, tại vì cuộc đời nó khổ quá rồi. Nó nhà cô không làm gì, để nó đi tu đi. Đi theo thầy cái đi cho rồi. Thì ta đồng ý chứ có gì đâu. Nhưng mà
cô này đó, cô đã cơ bản đó con, đã lọt vô một cái mà thầy là ghét cay ghét đắng này. Ngay từ cái clip đầu tiên thầy đã la làng la xóm về cái loại bữa trước đó không có ra gì. À, cuộc đời của điếc này kia, đầu óc sự nghiệp trí huệ thiếu điều tự giận, đụng cái nam cạo đầu nữ cũng cạo theo, rồi quấn áo quấn bậy quấn bạ quấn còn không biết cách quấn, quấn cà quay cà trở. Hồi xưa nay nói chuyện mà khoác y khoác áo này kia hở vai trần rồi để nam chứ nữ không thấy, nhưng mà ở trong chùa người ta có lề lối, người ta có y phục cung đình. Còn cái mụ này ra ở trong bà cũng bận quần áo gài nút dậy xong qua bên phân tạo cái gì, phân tạo gì thấy chưa, nổi cái cách ăn mặc thôi không cho phép người phụ nữ bước vào cái đường khổ hạnh đó. Mời bữa trước đó thất bại chồng con, rồi kêu chồng bỏ con nuôi không nổi, gửi cho chị em cha mẹ nhào vô đó, tính chạy theo đó chắc có nữ vô đặng nấu cơm cho thầy ăn hay gì. Không có phải vậy. Chứ nè, cô đi tắt thầy nói đó, mới bữa trước vậy đó, bữa sau là làm sư cô rồi. Học hồi nào, học ngày nào? Ở trong cái có cái clip mà dĩ giảng cô kể là cô có vô chùa, rồi ai đó bắt cô làm vợ bé. Ở trong chùa ai bắt cô làm vợ bé? Nói cho bậy bạ, nói thiêu, nói dệt, nói bậy, nói bạ, nói biêu xấu. Rồi cái cô lại có cái câu này nó hỏi cô đạo gì, cô không có đạo gì chẳng hạn. Ông nội mẹ ơi, cái người không có đạo gì hết trơn mà phóng theo thầy Minh Tuệ, cái não cô nằm chỗ nào á? Cô tin tưởng về cái gì? Cái cơ bản theo thầy Minh Tuệ đó phải là một Phật gia, một người hiểu về đạo Phật, phải có cái tâm Phật, phải có cái tâm từ bi, phải nói chung là một Phật tử thì mới hiểu được cái lý đạo đó mà hành. Còn cô là cái người bình thường không có biết cái gì hết trơn á. Nghe nói mới vô chùa có mấy bữa rồi nói ai dê ai gì nãy kia trống rồi bỏ chùa đi ra. À đó, một là nói xấu nói bậy rồi đó, hai không có biết cái gì hết mà tu khổ hạnh là tu cái gì. Cô biết khổ hạnh là cái gì không? Nó cô thấy tại Việt Nam chúng ta khi mà phát hiện các thầy không có thầy thứ hai như thầy Minh Tuệ ngày chưa, các tăng sĩ đó, các thầy tu đó mà chưa có một người thứ hai. Nó nè, sư chỉ cho cô nghe không? Sư đây nè, cũng là một loại thầy tu khổ hạnh đây nè, cũng là một loại gọi là đầu đà đây nè. Đó, tại sao sư ở nghĩa địa rõ ràng, không phải mới dọn ra mà nè, hồi đó đây giờ quá lâu rồi. Đúng, bà con biết ngay từ clip đầu tiên rồi. Thầy nhắc phớt đó để cho các Phật tử hình dung một tu sĩ mà tu ở cái hạnh gọi là hạnh đầu đà đó, nó ra làm sao, phải ăn sao, phải ở sao, phải sống sao, phải là hành đạo ra làm sao, chứ không phải nói tu vậy rồi khoác áo rồi lay quay vậy mà nói được. Không cho phép nè. Đó, bây giờ như cái cô này hồi xưa nay ở trong cuộc đời hành đạo của Sa môn chưa có nghe nói là một nữ tu nào mà đi hành cái pháp này cả. Mà cô, cái sự hiểu biết của cô hoàn toàn không có. Mà cô nên biết là cái lý đạo đó ha, phải sáu hạ mới có cái lực. Đầu đà là một mình thân trần mình trụi, đi ra ngoài đường người ta coi mình như cỏ rác, như ăn xin và hơn ăn xin chút,
làng An Sinh là thường nhân, còn ta là tu sĩ thế thôi. Cái đó mới đúng nghĩa là đầu đà, sống không sợ chết, sống thấy cái chết như là trở bàn tay, cái sinh tử không màng, và sống để giải thoát cho mình, để tìm cái hướng, cái lý giải thoát cho mình. Tức là những cái người mà tu khổ hạnh đó, người ta tìm sâu về cái nguyên lý của người ta từ đâu đến, từ đâu có ta. Và khi chúng ta nhận thức thấy rằng chính bản thân ta nhìn thấy ta được rồi, thì ta sẽ thấy được cái con đường ta đi. Đó, tức là người ta tu, người ta vô cái giải thoát. Còn những cái người này tu bằng danh lợi. Đây nè, thầy nói điển hình nghe nè. Thí dụ, ở trong cái dạy sống hôm nay, thầy Minh Tuệ, thầy Minh Đạo, thầy Minh Tuệ là cái hiện tượng tự nhiên, còn thầy Minh Đạo là cái hiện tượng phụ theo, phía sau đó là thời thế tạo anh hùng. Đó, bởi có cái duyên đó mới có thầy Minh Đạo. Thành ra cái đó nó có một cái chiều hướng được phong song. Còn cô này, cái cô này là cái loại người mà anh hùng muốn tạo thời thế đây nè. Đó, muốn trường cái mặt ra để cho cộng đồng mạng này kia biết ta đây là nữ mà cũng y phấn tảo, cũng là suốt kinh hành này kia. Nhưng cô bước ra đi là thấy sai rồi. Cô đi cùng chung với một tu sĩ nam thì như thế chính bản thân cô đã phá cái hạnh tu của tu sĩ nam này rồi. Tu sĩ nam này cũng tu hạnh đầu đà, mà ông là tu sĩ nam, mà ông này lại có giấy tờ không? Ông này thực sự phải tu sĩ thiệt không? Phải cái người biết đạo không? Hay là cũng kẻ ba dơ ba giác mà nhào vô nhảy vô? Thấy chưa? Nếu mà luật pháp của chúng ta, giáo hội của chúng ta mà chấp nhận những cái loại mà quấn y quấn áo rồi nhào ra thành tu sĩ như vậy đó, thì sư dám chắc là giáo hội và luật pháp không có chấp nhận đâu. Bất quá quý vị ở tại trú xứ của mình tìm cái nơi chốn nào đó, thí dụ cái nghĩa địa, rồi vô đó mà ở đi, rồi tu, rồi đi khất thực vòng vòng mấy cái chợ gần gần đó, rồi vô đó ở rồi tu, thì cái đó chấp nhận được. Nhưng mà quý vị sống vậy được không? Không được, không được. Tại vì quý vị không phải là cái người tu, mà cái người bước ra để tìm danh lợi mà thôi. Tìm danh cho người ta biết mình, cho người ta này cái quảng cáo mình là năm người ghét cũng có 7 người thương. Thì dùng cái tỷ lệ đó mà quý vị không cầu danh cầu lợi mà thôi. Nhất là một người phụ nữ như thế muốn đi tu đó, cũng phải vô bài bản, cũng phải vô xin phép chùa, cũng phải có ni sư phụ mình này kia, rồi xin giấy xin tờ này kia kia nọ mới học tu, học đạo, học kinh, học sách mới hiểu, mới biết cái luật đạo, mới biết cái kinh Phật dạy, rồi mới cái đủ cái thời gian tức là phải thọ trì kheo. Thọ trì kheo 6 năm sau trì kheo thì chúng ta mới có thể là tự hành được cái pháp mà gọi là đầu đà đó, chứ không phải nói chuyện đơn giản. Trời ơi, khó gì hả sư? Nó cái luật đạo nó vậy mà, tức là con phải đủ cái trình độ trong Phật pháp, con phải hiểu rõ cái Phật rồi thì con mới bước vô nổi đó. Tại sao bước vô đó là tất cả đều không, phải không? Không chùa, không chuyện, không nhà, không cửa, chỉ có một thân mình cũng như là một cái lá vậy. Nó rơi rụng rồi nó trôi nổi đâu theo dòng nước tới đâu tới không cần biết, chừng nào chết bỏ. Đó là những người đó người ta tu giải thoát thực sự, người ta không màng tới cái thân xác ta nữa, cho người ta phải ngồi thiền và trì chú, chứ không phải nói chuyện mà đi đi đó rồi tối cô ngủ sao, cô ngủ sao, nằm sấp nằm ngửa ngủ hay gì.
là đi chung với cái ông thầy chùa mắc dịch đó rồi xà nẹo ngủ, cái chuyện đó không chấp nhận được ha. Đó nội mà đi hành đầu đà đi hai người, một nam một nữ, mà cái hành đầu đà là ngủ nghĩa địa. Nghĩa địa là gì? Là nơi mèo mã gà đông. Thì thầy chùa được thầy chùa cái vô Gò Mã ngủ thì coi chừng có thầy vô con đó, thì thầy đó nội cái hành tu là thấy trật lắc rồi ha. Con muốn nổi tiếng, nổi tiếng cái gì? Cô công hạnh bao nhiêu, học hỏi được cái gì, hỏi về giáo pháp cô hiểu không, cô ngồi thiền được chưa, ai dạy cô ngồi thiền? Và cái ông chính cái ông thầy mà đi chung với cô đó đã biết ngồi thiền là cái gì chưa? Người ta muốn vô tu đó người ta phải hiểu chứ, người ta phải hiểu làm sao là mình ngồi thiền, mình ngồi mình trì chú chứ, trì chú khác ngồi thiền khác. Ngồi ngồi thiền ngồi sao, ngồi nhào vô ngồi tưởng trời hả, ngồi tưởng trời tưởng đất nữa, tưởng thanh tưởng thần, riết ngồi cái nhảy vô cinema của Trung Quốc hết trơn, nhảy vô trong sách vở tàu hết trơn. Từ ngàn xưa để lại mà, Tiết Đình Sang, Tiết Nhân Quý rồi này kia, Phàn Lê Huê rồi La Thông Tảo Bắc rồi này kia đó, đủ chuyện đó, toàn là sách vở Trung Quốc là để lại cho chúng ta. Khi mà nhắm mắt lại tưởng là tưởng hoàn toàn cảnh của Trung Quốc không à, áo dài tay rộng tiền bài phất phới. Ông tiên là phải dạy bà tiên, phải dạy ông Phật phải dạy bà Phật phải dạy, toàn mặc ai quần áo Trung Quốc không, thấy chưa? Chính chúng ta lọt vô tưởng rồi. Cái học thiền bộ đơn giản à, có thầy hướng dẫn dạy cả tháng trời thì mới là vượt qua qua được đó. Còn cô biết cái gì? Cô có tập thiền được chưa? Ông thầy kia biết thiền không? Có ngồi thiền ra làm sao? Không ngồi niệm Phật, không ngồi tưởng tượng tầm bậy. Đó, thì như thế là nội thấy quý vị đi là quý vị hành cái pháp sai rồi. Không có hiểu cái pháp hành à. Đa, dạ. Tôi nói thiệt ấy, cái nhà nước này không có chấp nhận cái loại đạo nào mà kỳ cục vậy đâu. Một là giáo hội không không có công nhận cái chi đạo đó tại Việt Nam này hình thành. Hai là nhà nước cũng không có muốn cái loại mà giờ ba nạp đó mà đầy nguy hiểm nó hình thành. Tôi hỏi bây giờ ai muốn nhảy ra làm tu sĩ nhảy ra hay sao? Rồi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tỉnh này 5-700 ông, tỉnh kia 5-700 ông tu sĩ nhào ra như vậy thì đất nước nào chịu nổi với mấy cái ông tu sĩ loại đó, thấy chưa? Mới bữa trước là đầu trộm đuôi cướp, bữa sau là làm thầy tu rồi, bữa trước trợn mắt trợn mũi, bữa sau nhắm con mắt niệm Phật rồi, thì như thế không có được, không có cho phép kiểu đó. Đi tu phải vô cái căn bản đàng hoàng. Ở Việt Nam chúng ta ha, chúng ta thấy rõ ràng là duy nhất chỉ có thầy Minh Tuệ mới được phép đó mà thôi. Tại sao? Người này không phải tu giả, không phải mới bữa trước bữa sau, mà người này đã từng tu cái tay chai chân rồi. Chỉ cái chân thôi, cái đó là cái thành quả cái công đạo của họ mà được thế giới tán phục đó, bao nhiêu đó đó, cái khổ hạnh cái khổ cực để thấy lên là cái người này tu hoàn toàn thoát tục, nó nằm chỗ đó đó. Thành ra là thầy được vinh danh. Còn quý vị những người đi theo ăn cái ăn có núp bóng mà thôi, chứ còn cái tâm đạo cái công đạo và cái hành đạo chưa chưa có ngày nào hết trơn, nói cái miệng dốc không à, quần y quần áo quay quay đó. Chứ chưa có bước một chân nào ra cuộc đời mà gọi là kinh hành theo thầy Minh Tuệ chứ. Nói tới vậy đó bởi vậy đó sư nhắc lại nè, cô đó cái cô này đó nên dẹp đi, nên dẹp đi và trở về trú xứ của mình, tìm cái nơi nào đó mà tu, kiếm nghĩa địa nào đó mà vô tu luyện đó 5 năm 10 năm đi rồi người người ta mới nhìn thấy công đạo của cô thực sự, chứ không phải cô đi vậy. Cô đi vậy không ai chấp nhận hết, không ai chấp nhận cho phép hết. Một là lố lăng quá mức, theo con mắt nhìn của tu sĩ lố lăng quá mức à. Ông kia không biết thiệt giả nhưng mang cái sắc tướng là một thầy chùa, rồi cô này luôn, cô này không biết cái giống gì cũng mang sắc tướng một tu sĩ mới, một tu sĩ loại mới ở Việt Nam.
Rồi hai người có đông đưa nhau đi. Trời đất ơi, không biết họ tu họ làm cái gì nữa bao. Thành thử ra sư lên án cái loại tu như vậy, không có bài bản và làm coi chừng các cái hành động, các cái kiểu mà tu không hiểu đó, làm mất đi danh dự của các tu sĩ. Tại vì quý vị làm bậy mà, không phải tu kiểu đó. Trở lại cái vấn đề cái cô này của hành đạo đó, mà sao mà song hành cặp kè đó, là do phần cổ sợ đi mình á, rồi này kia các cái bị du cô ăn cướp mấy say rượu nó cưỡng bức, thành thử nó cặp kè theo cái ông thầy chùa. Nhưng mà như thế đó làm phá đạo đó, cái đó chính cái hành động đó phá đạo đó. Hồi xưa nay không ai cho phép cái kiểu mà các ni mà đi hành đạo cái loại đạo này chứ á, và không có một tăng sĩ nào mà chấp nhận một ni theo mình như vậy hết trơn á, nếu thực sự mình tu khổ hạnh. Bởi vậy chúng ta đang nói về cô này, nhưng mà cũng phải xét qua cái ông thầy kia luôn, coi cái ông này ông thuộc loại thành phần nào, loại thành phần nào mà bước vô đạo bằng cái tính chất là gần như là phá đạo vậy, lên án cái ông thầy đi chung với cô này luôn, lật mặt cái ông này ra. Rồi ông nào, ông xúi dục người ta, ông dụ dỗ người ta theo ông ở cái gì, như không cái con đàn bà đang sống ở nhà cái cắm đầu cắm cổ giờ bỏ gia đình đi theo ông. Ban đầu đi theo thầy Minh Tệ có không đó, bây giờ thầy Minh Tệ ổng ẩn cư rồi, ổng tan rã cái nhóm lăng quăng, cái nhóm mặt tòi mặt gió rồi. Thành thử ra bây giờ là mấy ông mới đơn độc, mà đơn độc mà còn ráng chùi nhủi vô đằng lên clip đồ kiếm tiếng kiếm tâm chơi coi có ai chú ý tới mình nữa không. Thì như thế là hoàn toàn vô lý. Một lần nữa sư lên án cái vấn đề mà của cái cặp này, không thể nói riêng một mình cô này nữa mà phải nói chung với ông thầy này nữa, tại vì có ổng mới có cô này, và hai người hành đạo như thế là coi như là bôi nhọ giáo hội, bôi nhọ tăng đoàn, bôi nhọ tu sĩ. Không có ai mà hành đạo kiểu đó, một ông thầy và một ni cô không ở trong chùa mà là đi hành đạo theo cái kiểu là tha phương khất thực. Tối quý vị ngủ đâu, quý vị nó ở nghĩa địa phải không, đó là cái nơi quý vị gặp gỡ đó. Mô Phật sư, nếu mà mình tu á mà sư cô này còn thay vì như thầy sư Minh Tệ không vợ không con thì nó rất là dễ rồi, còn sư cô này còn có con để ở nhà ba bốn đứa mà nhờ người chị của mình nuôi, thì tương lai ba đứa bé sau này sẽ như thế nào? Mình đi tu là cũng là một cái tốt đó. Nếu cô phải suy nghĩ đi, thiền sư tưởng nãy giờ nói những lời hay ý đẹp để khuyên cô thôi, thì con qua đây con cũng nhờ sư gợi vài ý nữa. Tương lai mấy đứa trẻ trẻ của con của cô này sau này sẽ đi về đâu? Cái vấn đề đó thực ra đó, khi người ta mà ly thế tục gia đó, ly gia các cái đó, thì tất cả các cái tình cảm ta cắt bỏ cho mà, con cái giờ cũng vứt bỏ luôn. Nhưng mà vứt bỏ cho đúng cái vứt bỏ để đi tu, còn cái này vứt bỏ để nhờ người khác nuôi, mình đi bước vào cái con đường đang tìm danh lợi chứ không phải đi tu. Thành thử ra cái này, cái cô này đang tìm cái hướng sống ở trong đạo, tức là cái người dùng đạo làm đời đó. Mô Phật, cái câu chót của sư khuyên, cô nên hồi tâm lại, trở về nhà lo gia đình con cái mình, đó mới là thiên đạo. Chứ còn cô bỏ cô đi tu về, yên ổn thân cô rồi, cô theo ông thầy chùa có cái hạnh phúc đó rồi, nhưng con cô ở nhà nè, còn mẹ này kia, còn tương lai đây nè. Mô Phật.